Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì mạch phân tần, khi sử dụng mạch phân tần á, thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống loa đa giải của mình nghe hay hơn, cũng như là mạch phân tần này, cái chức năng chính của nó sẽ giúp mình phân ra những cái tần số khác nhau. Ví dụ các bác sử dụng loa hai đường tiếng là ở trong đó nó sẽ có giải cao và giải thấp. Thì giải trầm á, giải cao đó là loa chép và giải trầm đó là loa bass. Đấy là cấu hình loa của hai đường tiếng. Thì khi các bác không sử dụng mạch phân tần á, thì âm thanh mà của nó truyền tải thì nó sẽ bị dính rất là nhiều tạp âm khác nhau. Và cái mạch phân tần này khi các bác sử dụng á, thì nó sẽ giúp âm thanh của mình ra hay hơn. Và đặc biệt cũng như nãy em có nói là cái chức năng chính á, nó sẽ phân ra từng cái giải tần khác nhau, giúp cho cái giải nào ra cái giải đó. Ví dụ là hai đường tiếng thì sẽ giải bass ra cái giải bass, và giải chép sẽ ra cái giải chép. Và hai cái mạch phân tần mà em thấy rất là nhiều anh em hỏi về cái cấu hình loa, tìm cho cấu hình loa với cái mạch phân tần vừa ý, đó là phân tần hai đường tiếng và phân tần ba đường tiếng. Thì hai đường tiếng đó là những cái cấu hình loa là một bass và một chép. Đấy là hai đường tiếng. Thì cái giải bass hồi nãy em có nói là cái giải bass là giải trầm nè, giải chép và cái giải cao. Nên là sử dụng mạch phân tần hai đường tiếng này sẽ giúp loa của mình hay hơn. Cũng như là bạn thấy nhiều anh em sử dụng mạch phân tần á, thì cũng hay bạn họ ý kiến là nó cũng bảo vệ cho cái loa của mình, giúp tăng cái tuổi thọ cho loa của mình. Nên là ở video clip này á, nên em mới giới thiệu lại những cái mạch phân tần này để cho các bác tham khảo nè, cũng như là xem cái mạch phân tần ở nhà mình có nghe hay hay không, có cần phải nâng cấp hay không. Đấy, để cho các bác tham khảo thêm. Thì trên mạch này nó sẽ bao gồm là hai cái cuộn đồng, đây hai cái cuộn đồng và hai cái con tụ. Và ở đây các bác có thể nhìn thấy là một cái cầu chì, một cái bóng đèn chống cháy á. Đấy, nó phát hiện là khi mà nó bị cháy hoặc vấn đề mà nó quá nóng thì ở đây nó sẽ sáng đèn. Đấy, và trên mạch phân tần họ cũng rất là chu đáo, tại vì họ có phân biệt cả âm và dương, để cho mình về chỉ có việc nếu mà các bác về tự hàng á, thì cũng dễ dàng đấu tại nhà. Đấy, và cái đường input này là các bác có thể đấu vào sau cái cọc loa trong thùng, hoặc là các bác có thể cắm trực tiếp vào cái âm ly của mình cũng đều dễ dàng, cũng đều được, em xin lỗi, cũng đều được. Đấy, một bass và một chép. Thì những cái mạch này đều sử dụng tốt từ bass 30 đổ về. Nếu mà các bác sử dụng những cái cấu hình loa lớn hơn á, thì đợt sau để về hàng đợt phân tần mới thì em sẽ giới thiệu cho các bác những cái mạch phân tần sử dụng cho cái cấu hình loa lớn hơn là bass 40, bass 50. Đấy, thì cái mạch này sử dụng cho bass 30 đổ về thôi nha. Cái mạch AB502 này bên em đang có giá là 430.000. Thì bên em sẽ luôn hỗ trợ là hàng những cái đạn dây chờ để cho các bác về chỉ có việc đấu vào những cái chiếc loa của mình thôi. Đây, và tiếp đến là cái phân tần AB503 này. Thì mạch phân tần AB503 sẽ sử dụng cho cái cấu hình loa là một bass, một chung và một chép. Thì một bass sẽ là giải trầm nè, giải cao sẽ là chép, và giải chung sẽ là giải lời á, giải lời hoặc là những cái tiếng nhạc cụ thì nó sẽ nằm ở giải chung. Đấy, nên là các bác nào mà thích nghe nhạc bàn thường, thích nghe nhạc trữ tình hoặc là nhạc mà có những cái nhạc cụ á, và cái cấu hình loa ba đường tiếng, thì các bác có tham khảo thêm cái mẫu này để nâng cấp nè, cũng như là trải nghiệm cái chất âm mới hay hơn. Và thì những cái chức năng chính của mạch phân tần thì lúc đầu em có nói là nó sẽ giúp cái giải nào ra cái giải đó, âm thanh sẽ ra chuẩn hơn và hay hơn. Đấy, thì những cái linh phụ kiện ở trên mạch này không có cái nào là thừa thải đâu, tại vì họ sản xuất ra và từng con bộ phận trên đây đều có cái chức năng riêng. Đấy, thì hàng AB502 và AB503 này bên em được nhập từ về những cái nhà máy, nên là các bác có thể yên tâm về cái chất lượng mà cái mạch này nó mang đến. Đấy, thì trên mạch sẽ bao gồm là hai cuộn đồng, ba con tụ này, ba con tụ và một cái bóng đèn này.
thì và ở trên mặt đều có những cái đường và những cái ký hiệu để cho mình dễ dàng phân biệt đâu là dương, đâu là âm nè. Cộng trừ, đây là đường chép. Input này là cái đường vào trong cọc trong thùng loa, hoặc là các bác có thể đấu trực tiếp vào âm ly đấy. Và đường bass đây, median này là đường chung, là đường dành cho cái dãy lời á. Đây là AB 503, là cái cấu hình loa là một bass, một chung và một chép. Thì cái mặt phân tầng AB 503 bên em đang có giá là 480.000 trên một cặp. Thì giờ tiện thoại luôn, thì em thường bên em sử dụng hàng dây vào những mặt phân tầng á, thì bên em lựa chọn cái mẫu dây này để em một xíu em giới thiệu luôn cho các bác, để cho các bác nào mà đang cần tìm một cái mẫu dây mà để đi vào trong thùng loa này, hoặc là có những cái chiếc phân tầng mà chưa có dây ưng ý, thì các bác có thể tham khảo cái mẫu này. Thì chỉ có 20.000 một máy thôi. Là đây, cái mẫu dây này là một cái mẫu dây bãi Nhật luôn. Đây là, và cái đây, cái hãng đây, đây là một hãng, nó là một công ty con của Hitachi thôi đấy, nên là về cái chất lượng thì nó sẽ tương đồng với Hitachi. Và cái mẫu dây này là mẫu dây mã mới nè đấy, 2023. Các bác có thể sử dụng dây này đi vào trong cái thùng loa để đi vào những cái đoạn dây trong thùng loa phân tầng á, hoặc là các bác có những cái chiếc loa chép nè mà chưa có dây đấy, các bác cũng có thể sử dụng dây này để làm. Thường thì bên em sử dụng những cái mẫu dây này để hàng phân tầng, để cho các bác có trải nghiệm âm thanh tốt hơn đấy. Thì tiện thể ở video này em giới thiệu luôn để cho các bác nào mà đang cần nhiều hơn, hoặc là những cái mẫu dây này thì có thể liên hệ với em luôn, là 20.000 một mét. Thì vừa rồi em có giới thiệu cho các bác là hai cái mặt phân tầng AB502 và AB503. Các bác nào mà đang cần tìm cho mình á mặt phân tầng thì có thể liên hệ với số điện thoại là 0935 980 281, đó cũng là cái số Zalo của em. Hoặc là các bác ở gần địa chỉ có thể đến là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thì các bác có thể đến sẽ tư vấn chi tiết hơn về những cái sản phẩm ở bên em. Em cảm ơn các bác và anh em đã xem hết video này của em.